giới thiệu với các anh chị với chủ tịch Thu Thủy là em Minh Nguyệt, là phối dịch câu lạc bộ tình bạn Hà Nội nha. Vâng, buổi hôm nay rất vui được sự kiện đặc biệt chương trình thứ tư câu lạc bộ những bài ca từ hôm sáng. Chúc chủ tịch Thu Thủy xinh đẹp cùng ban quản trị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển. Vâng, còn sau đây em Xuân Quyền và Minh Nguyệt gửi đến các cái yêu quý ca khúc thơ tình của núi. Vâng. Núi nâng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngắn dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì mà rừng vang nở trắng xin. Cùng đang nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái vì núi đã thắt hồn nửa tình. Rồi mưa thu mây che mưa thu màng, tìm gặp em cô gái nên ngọn lửa tim mình. Và nàng vui điệu xe hoa nao nức, nhìn chậm thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy cùng vui em tới, em trao tôi phòng nhỏ và từ ấy người đến có thơ tình. Vì người thương thì hãy qua ta cần sẽ gặp. Và cách lên đến chúng ta sẽ được tuyệt vời thơ tình của núi. Chúc sự kiện sẽ được đầu tư câu lạc bộ những bài ca cùng thắng thành công rực rỡ ạ. Chúc các anh chị cùng các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công cuộc sống. Chúc câu lạc bộ ngày càng phát triển. Cảm ơn anh Quốc Trung, cảm ơn chủ tịch Thu Thủy, phó chủ tịch Trùng Lê cùng ban quản trị, các đội viên yêu quý đã cổ vũ nhiệt tình và tặng hoa cho câu lạc bộ tình bạn. Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từ bậc thang lên xuống như cung đàn. Gặp em bên suối hát gì mà rừng bao nở trắng xinh. Cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái hiền núi đã thắt hồn nửa tình. Bạn đang vui điều xe hoa nao nức, nhịp chậm thanh dù còn nắm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới. Em trao tôi phòng nhỏ và đôi tay người yêu có thứ tình. Vâng, cảm ơn các chị thật nhiều ạ.